chúng ta sẽ thưởng thức được một sản phẩm mới mà không cần nghe của Masiu. Đấy, là dự kiến khi nào ra mắt? Là giữa tuần này hoặc là cuối tuần này. Em coi Hòa dạng như kiểu là một đối thủ ấy. Chắc là với Chibu. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chương trình Hitmaker. Và đã một tháng rồi thì chúng ta lại comeback với một vị khách mời hết sức đặc biệt. Đó là người ngay bên trái tôi đây, producer Masiu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Masiu. Và hôm nay là sau nhiều lần từ chối thì hôm nay mình cũng bị dụ tới đây ngồi với các bạn. Đây, Sơn sẽ chia sẻ với các bạn lại cái vụ từ chối này là sao. Tức là khi Sơn làm cái Hitmaker ấy, thì người ta là cũng anh em cũng có quen biết rồi. Nhưng mà Masiu bảo là em là một người rất là ít khi nói chung là nói nhiều về những cái vấn đề xoay quanh cuộc sống hoặc là những cái phỏng vấn. Nên hôm nay thì mới là cái cơ hội đầu tiên và cũng là lần đầu tiên Sơn gặp Masiu ngoài đời. Lần đầu tiên hai em gặp nhau. Đấy, thì thực ra thì Masiu thì Sơn nghĩ là ai cũng biết. Nó không phải là một cái tên quá xa lạ nữa, mà bài đầu tiên mà Sơn biết từ Masiu đó là bài Túy Âm. Thì cũng chắc là rất nhiều người biết tới em vâng, đầu rồi. Tiên là bài đấy đúng không ạ? Đấy, thì em có thể có một cái giới thiệu mà nó đầy đủ hơn về bản thân mình không? Tức là từ khi mà em làm nhạc cho đến giờ, có thể tóm tắt cho mọi người biết được không? Thì em nhớ cái hồi ấy là lớp 10, năm 2011-12 đấy. Ừ. Thì bắt đầu là nghe thấy nhạc kiểu ấy gọi là non-stop. Tải vi tuổi đi dây về, bắt đầu là cũng đánh, cũng làm mấy record lại mấy bản nhạc bóp lên trên đấy. Sau là cũng hồi đấy là tên là cái non-stop, là đánh tập sàn bay rồi các thứ. Nhạc sống hạt Tây rồi. Đấy, bắt đầu cũng tìm hiểu. Xong rồi bắt đầu 1-2 năm sau thì bắt đầu là mò đến cái FL Studio, Crack, rồi mãi mới được, Crack được. Xong rồi mò biết tiếng Anh mà. Mò xong rồi nó bị hỏng lên, hỏng xuống. Mãi sau bắt đầu cái bản nhạc đầu tiên mà cái nốt đầu tiên mà em mò được là bài Kìa Con Bướm Vàng. Kìa Con Bướm Vàng. Tức là ý là làm em làm non stop luôn. Không, nữa là sang bên cái FL Studio rồi. À. FL Studio rồi thì bắt đầu ghi làm được cái tài liệu, xong rồi làm kick rap một bản cũng lên khoe. Ừ. Thì cũng bị vào. Ngay cũng ra gì đấy nhưng mà chê cũng nhiều. Hồi đấy là em đăng ở đâu? Đăng lên đâu? Hồi đấy ngày xưa nữa, hồi đấy còn Ven 88 với em 4DJ ngày xưa nhạc thì lâu lắm em không nhớ lắm. Yeah. Đăng mấy bản đấy xong rồi làm Vinahow. Sau xong rồi năm sau là hồi em hồi đấy phải 2014-2015 rồi. Yeah. Thì bắt đầu làm tập làm xong cũng quen được vài ông anh, xong rồi cũng anh quanh thế nào mà cũng nhờ có người nhờ làm nhạc để bán. Cũng làm cho ông ca sĩ hỗ trợ làm được hai làm thì ngày đấy người ta gọi ca sĩ hỗ trợ mà. Yeah, thì yeah. Làm được hai bài nhạc, mỗi bài được 2 triệu nhưng mà nhà trả được 2 triệu người ta cắt bớt mất 2 triệu. Yeah. Về khoe với người bố mẹ thứ cũng bị kiểu thế là sao? Thì xong từ đợt đấy thì bắt đầu là em đi học đại học, xong rồi từ đấy nghĩ là đi học xong thì cũng không có tiền để chạy công việc ấy. Để có tiền mới có việc làm, nghĩ như vậy. Thế là nghỉ làm về bắt đầu đi làm mấy thứ lung tung ở ngoài xã hội này, thì đi làm cắt sắt hay là bưng bê rồi bán đi kinh doanh, bán tiếp thị kinh doanh, bán bồn nước sao nhà người ta đang xây ấy. Cắt sắt nữa hả? Cắt inox rồi cắt sắt. Dạ. Thì cũng khoán là làm một ngày bao nhiêu cây với cây bao tiền đấy. Cũng làm một thời gian làm để kiếm tiền mua cái máy tính. Ừ. Thế xong làm một ít tiền thì xin mẹ ít tiền nên là đi mua trả góp máy tính. Yeah. Thế rồi cũng ở nhà làm nhạc mò dần dần. Nhưng năm đấy là năm nào? Năm đấy em đang lớp 12, là học đại học xong rồi. Dạ, là khoảng 2014 là em học đại học xong. Là đi làm những cái việc không liên quan tới nhạc. Đúng rồi. Trong vòng bao lâu? Trong vòng khoảng tầm 1-2 năm. Yeah. Xong bắt đầu em quen một bạn em cũng bây giờ cũng đang thuê sân, đang làm shop quần áo, thì cũng qua nhạc. Thì cũng hai anh em cũng làm thử hợp, bắt đầu là ông bạn bảo là lên trên Hà Nội làm trong quán shop quần áo đấy. Thì lên đấy trông được tháng 2,5 triệu. Yeah. Thì bảo lên đấy thì trên tầng có một cái phòng làm việc cũng là để làm nhạc, thì lên vừa trông vừa làm luôn. Thì từ đấy lên làm thì có làm được cái bài gọi là Quăng To Cái Bong. Cái hồi đấy trước thì âm là Quăng To Cái Bong, em remix Quăng To Cái Bong còn trước đó nữa hả? 2016, oh. 20, đầu năm 2017, 2016 rồi thôi, trước đấy nữa. Em đã lên đấy em làm rồi. Yeah. Thì cũng bảo vừa làm tiết kiệm tiền để mua máy, mua sản phẩm làm.
Nhưng mà thôi, hai thằng ở nhau là tháng 2 triệu rưỡi mà đến lúc mà lấy tiền toàn âm thôi. Ôi, suốt ngày chỉ đi nhậu thôi. Đấy, xong rồi từ đầu năm thì bắt đầu là bản remix đấy nó cũng hot, cũng hit lên. Xong rồi làm Best Real 2 thì đấy là em được mọi người biết tới ở trong thời Underground. Bắt đầu cứ làm dần dần những cái bài nhạc như tạm về rap là chính Underground. Sau đấy thì đến tháng 7, tháng 8 thì bắt đầu người có túy âm. Thì khi mà có túy âm thì mọi thứ nó bùng ra, nó vỡ ra, nó vỡ ra nhiều hơn. Anh vẫn nhớ là cái bài túy âm đó là có ba cái name trong đấy, có là em, Ceci với Nhật Nguyễn. Tức là cái mà cái bài đấy nó rất là đơn giản, không có gì khó lắm, là Yến gửi cho em cái demo cho bản guitar. Thì bắt đầu là em thấy hay để anh làm, thì làm xong thì em lại chơi với anh Nhật Nguyễn. Lúc anh cũng mới quen, anh em sang thì em bảo anh ấy có bài demo hay lắm, anh em làm đi. Thì về ông ấy làm 3 ngày hay là em làm 2-3 ngày đấy em cũng xong. Nhưng mà cái bộ rất mà khi em làm với túy âm ấy thì em bị hỏng. Em chỉ xuất ra đúng một bản vớt một đầu tiên là bản của em, thì sau là chỉ cầm sang kia thì ghép hai cái vớt lại vào khớp luôn. Anh là bây giờ anh có thể nghe lại cái bản túy âm mà phần đầu nó bị lỗi với cả mixing luôn, dở lắm. Vì em bị mất, em chỉ còn là 23 xuất ra thôi. Và khi mà sang đấy ghép với hai bản với nhau thì nó khớp không còn cái gì đấy luôn. Thì từ đấy bản nhạc đấy mà nói ra thì nó làm trong khoảng tầm tuần, một tuần có khi hơn, em nói xa xa thì không nhớ rõ lắm, nhưng mà nhanh lắm. Anh em kiểu làm chơi nhau cũng chả có gì, sang em thấy hay thì mỗi người làm một đoạn. Thực ra thì từ trước đến giờ khi anh phỏng vấn ở trong cái show Hitmaker này á, thì tất cả mọi người đều nói một cái vấn đề, đó là những cái bài mà họ hot ấy họ đều làm chơi. Đúng rồi, đều làm chơi, vẫn chơi ăn thật. Nhưng mà đến khi làm thật thì có ăn thật hay không thì chưa biết nha. Nhưng đúng rồi. Làm chơi thì lại ăn thật. Nhưng mà em nghĩ cái cảm giác đấy là khi mà mình làm những thứ mình không bị là đề cập đến tiền long hay những ý tưởng mình bị ép gì đấy, mình có thứ thoải mái ra thì nó ok. Còn sau này mà khi làm việc thì kiểu mình làm những cái này cho người ta, người ta lại muốn nó như này như kia, mình không lại thoải mái cho mình, không để nghĩ ra những cái ý tưởng nó khác nhau được. Thế thì sau cái bài túy âm thì tất nhiên em ra rất nhiều bài. Anh có thấy và cái việc mà cái kết quả nó phản ánh từ ví dụ lượt xem chẳng hạn, hay là cái độ nhận diện về cái bài đó thì anh thấy cũng rất là nhiều. Thế thì sau đó thì anh cũng thấy có rất là nhiều bài nó nói chung là rất là phủ. Cái tên Masiu thì nó đi lan khắp tất cả mọi nơi. Thế thì anh hỏi nhé, từ cái khúc mà cái bài túy âm ấy, cái hôm mà em biết được cái bài đó nó kiểu lượt xem nó nhiều ấy, thì cái chuyện gì nó xảy ra với em sau đó? Khi mà cái bài đấy nó đạt, mấy anh em còn đợi với nhau khoảng 1 tuần đến 2 tuần nó được 1 triệu view. Thì mọi người bảo là cũng ăn mừng, chúc mừng là bạn ấy hit rồi. Nhưng mà em nghĩ nó bình thường, đâu phải là hit đâu, nó chưa gọi là bùng nổ quá. Nhưng mà cho đến khi mà đợi em vào Sài Gòn, em ra phố Bùi Viện hay là em đi tới đâu ấy, em thấy người ta bật nhiều lắm. Mà đến lúc một ngày nó lên tầm 20 triệu view một ngày là thôi, cảm giác là thì mọi người cũng ấy, thì em cũng kiểu thôi cũng nó qua thôi, cũng hiểu. qua là, nhưng mà trong lòng mình là mình làm được rồi, mình nổi tiếng rồi đấy, kiểu em biết giờ nó bao nhiêu triệu view không? Giờ như là 170 mấy triệu. Chính xác, nãy anh xem là 177 triệu. Em vẫn theo dõi mà thì vẫn ngồi đọc comment mọi người, nó một gọi là một huyền thoại, mọi người gọi nó là huyền thoại. Đối với em là khi nghe nó có nhiều kỷ niệm lắm. Đến các bạn vào hai comment mà nhớ ngày xưa ngồi chơi game Liên Minh hay chơi gì, còn nghe nhạc này rồi cậu giờ có con ấy. Bao nhiêu kỷ niệm mua về với nhạc ấy hết rồi, có con nghe nó hơi sợ. Thôi em làm đấy, em chưa người yêu rồi, em có vợ, em có con rồi này. Nó cũng là một trong những cái kỷ niệm nó trải qua. Thế thì nói thật đấy, nếu mà là anh bảo 100 triệu view chắc anh bắn pháo hoa luôn, em kiểu ăn mừng ấy. Nhưng mà trong khi em thì anh có cảm nhận là cái con người em khi mà đón nhận cái việc đó nó khá là nó đối với em thì em không biết là sao, nhưng mà đối với mọi chuyện luôn thì em đón nhận nó một cách nó không bị quá ra quá. Mình vẫn đón nhận, mình vẫn là vui của mình, nhưng mà mình còn là vừa đủ đối với bề ngoài thôi, nhưng mà bên trong thì cũng vui, nhưng mà mình vừa phải thôi. Thì đây là những thứ mà em đón nhận thì, hay là những cái chuyện gì xảy đến với em thì em cũng cách bình thường em. Thế em nghĩ được. Cái tính cách đấy nó có liên quan gì tới âm nhạc của em không? Bởi vì anh thấy nhá, rất nhiều producer anh quan sát, ví dụ như là những cái thị trường lớn như Mỹ các thứ, producer là họ là những cái mà có cái bề ngoài khá là trưng diện một chút. Nó giống như kiểu mà mỗi lần họ làm cái gì thì đa phần họ sẽ nói về cái chuyện đó rất nhiều, và làm sao để càng nhiều người biết về chuyện đó càng tốt.
Ví dụ như là những cái thành tích, những cái đấy. Với em thì làm sao mà những cái đấy thì mình chứng tỏ cho mọi người bằng qua các sản phẩm. À, đó là cái hợp lý nhất. Qua sản phẩm. Thì nói nhiều hay là để kể về dự án này phải làm như này kia kể cho mọi người, nhưng mà khi mình làm ra mà nó không đạt đến đấy thì cũng... em thì kiểu không nói mà làm ấy. Thế có bao giờ ấy, trong cái quá trình mà từ cái ca khúc hit đầu tiên cho đến cái bài sau, có bao giờ nó bị tụt xuống một cái lúc nào đó không? Nó có chứ. Anh để trong từ 2017 cho đến năm 2020, 2021. Năm nay thì em cũng không vẫn có. Năm nào em cũng có gọi là hit thì không phải hit mà có hot. Hot thì lúc bài nhạc trên 50 triệu view hay là gì cũng có. Năm nào anh để năm nào cũng có. Thì sau như giờ Tùy Âm là 2017. Xong đến Truyền Thái Y. Truyền Thái Y. Mấy bài của Chipu. Xong rồi sắp tới, vừa tới là năm vừa rồi là có bài Ái Nộ Với Cưới Thôi. Nó cũng có cái cho đến năm nay mà cảm giác một năm nay em lại chưa có cái gì thì cũng lo. Em cứ có suy nghĩ là mình cứ tập trung mình làm thôi. Cái gì nó có, nó đến thì nó sẽ đến. Chứ khi mình không làm. Thực ra anh thấy nha, ngay cả một cái producer như là Skrillex, là người ngày xưa là toàn hit mấy trăm triệu cho đến tỷ mấy view ấy, nhưng có một cái ca khúc gần đây thì sau ví dụ khoảng tầm nửa tháng anh thấy nó vẫn mấy triệu view thôi. Có khả năng là có bao giờ là họ cứ làm cái họ thích thôi. Đúng rồi. Họ cũng chả quan tâm đến cái chuyện đấy. Đúng không? Nhưng mà em có bao giờ áp lực ví dụ là trong công ty không, của em hay là không? Cũng mấy cái đấy thì không. Cách đây rồi 1-2 năm thì em có đấy, nhưng mà đến tầm bây giờ thì em đang làm những cái em thích. Em đưa ra thì thỏa mãn bản thân của mình trước. Dạ. Xong rồi đến thế thì trong cái thời gian gần đây ấy, với tiếp theo ấy, thì em đang muốn truyền tải cho khán giả cái gì mới của mình? Gần đây thì em có làm một số thứ liên quan đến kinh Phật. Em đưa vào sau một bản nhạc. Đối với em thì khi mà em làm cái này em cũng sợ bị mọi người nói rất là nhiều. Vì những cái thứ này nó không phải những cái suy nghĩ của em, thì là nó không phải những thứ để đem ra như này như kia được. Nhưng mà bản thân em là em muốn làm cái này thì em kiểu như là mình gieo duyên tới cho giới trẻ. Các bạn trẻ nghe, các bạn thấy kiểu viral, bạn có thể nhẩm theo với mọi người thích, mọi người tìm hiểu về thế nữa đấy. Em đang làm một chú Lại Bi. Hình như bài này có một bạn đăng một cái teaser hay sao? Em ở trên TikTok em đăng cũng nửa triệu view. Nửa triệu view. Wow. Thế đa phần đa phần thì mọi người rất là thích. Mọi người cũng nhiều người comment là cũng nên từ bỏ cái suy nghĩ gọi là đưa cái này vào nhạc đi, thì nó rất là hay, một cách truyền bá, truyền tải cho giới trẻ Gen Z bây giờ. Thì các bạn nghe, các bạn nhầm theo, các bạn kiểu danh cái nghĩa. Nhưng mà em không có thay đổi gì đến cái cách đọc hay gì, mình cách khác thôi. Còn chữ nội dung thì nó phải giữ nguyên, nó phải giữ nguyên được. Cả những bài nhạc đấy phải làm, nó cẩn thận, nó không phải để làm kiểu để gọi là viral hay là kiểu những cái nhạc. Nó phải đúng. Và đưa trong đấy thì em có kết hợp với cả nhạc của dân tộc vào nữa. Làm vào. Đấy thì chúng ta đang ghi nhận có hai cái vấn đề. Thứ nhất là nhà của Masiu đang nhắc tới là đưa cả kinh Phật vào. Cái thứ hai nữa là sử dụng cái nhạc cụ dân tộc. Dạ. Thì anh đang có cảm nhận là, hoặc những cái bài gần đây anh có quan sát, tức là nó có cái màu dân tộc và màu Việt Nam rất đúng là rồi, đậm nét. Gần đây là bắt đầu em đang có một cái gọi là mini album. Thật ra nó không phải là mini album đâu, mà nó chỉ là từng bài một thôi. Mà lúc đấy thì em cũng nghĩ ra là thôi đặt tên làm một cái album nhỏ nhỏ từng bài luôn, thì gọi là vậy. Thì bắt đầu là em mấy bài đầu nó vẫn còn hơi gọi là chưa tập trung thẳng vào bên nhà về nhà cụ dân tộc Việt Nam nhiều. Đến bài thứ ba bài Mười Trầu ấy. Thì từ bài này bắt đầu là em tìm hiểu về những nhạc cụ và em thuê những người mà chuyên môn về nhạc cụ đấy để chơi cho nhạc của em. Hiện tại em đang muốn là đưa những cái văn hóa dân tộc mình vào, nhiều người Bắc thì có quan họ ca trù thứ gì muốn đưa vào. Còn trong miền Nam hay là thì có kiểu hát cải lương hát bội rồi, thì em muốn đưa một chút vào cái gì hay là em cũng đưa vào. Làm sao mà nó dễ nghe thì được. Thế thì anh hỏi nhá, tức là cái cơ duyên nào, tức là cái điểm xuất phát từ đâu mà em lại nghĩ tới đưa cái chất liệu đó vào nhạc của em? Cái chất liệu đấy thì là ngay từ đầu khi em làm nhạc em đã thích rồi, nhưng mà những cái bài nhạc đầu của em đã có cái hơi cái hướng mà dân ca đương đại rồi. Đúng. Như bài Mời Trầu lúc em làm em có ý định, có ý tưởng là cho bài, để bài này các bạn ấy để múa văn nghệ trường. Bây giờ nhiều lắm, em thấy những khai giảng của cái đây là múa rất là nhiều. Ok, thế thì anh hỏi nhá, với nhạc của em, cái tỷ lệ của em đặt nặng về cái phần em thích với cái phần khán giả thích, thì theo em là em đang đặt cái tỷ lệ nó như nào?
cũng tùy bài nha. Như à, mời chầu thì em đặt cái tỷ lệ của em nhiều hơn. Nhưng mà lần sau nó vẫn nó không bị tranh quá, 70-30 thì cũng không phải tầm 60-40. Nó vẫn phải vừa vừa để mọi người nghe được. Thế thì anh hỏi nhá, bởi vì em là một trong những producer mà không biết là em đó có phải là cái định hướng hay chiến lược ban đầu của em, nhưng mà thực sự là nhạc của em tiếp cận rất nhiều lượt nghe và lượt xem ở trên các nền tảng. Thế thì có tiết lộ chút xíu khán giả Hitmaker là em có cái công thức nào hay là có một cái gì để bản thân là... em khi, có những người làm nhạc thì họ bị làm theo công thức nhiều quá, hay là bị, ví dụ là cái này bắt buộc phải đi với cái này, hoặc là đè cái này lên, thì bản thân em nghĩ em là một người không học qua trường lớp về nhạc, nên là em làm nhạc những cái gọi là kiểu như vậy thì em không không có bị vướng vào đấy. Nói này thì không biết là có đụng chạm hay không, nhưng mà kiểu là những người học qua học cao thì cái đấy chuyên môn rồi thì em không nói, nhưng mà người bình thường họ đâu có học qua chuyên môn để họ nhận biết được cái thứ đấy đâu, họ nghe bình thường thôi mà, thì em cũng làm bình thường. Thế thì có một cái dẫn chứng cho khán giả biết là khoảng tầm, không phải khoảng tầm đâu mà rất nhiều producer top thế giới được rất nhiều giải Grammy, họ lại không phải là những người có cái kiến thức nhạc lý cao mà họ có cái feeling tốt. Đấy. Ví dụ Timbaland là thần tượng của anh. Anh đấy có nói một câu nhá. Đó là music theory, tức là lý thuyết âm nhạc, là nó không, không có ý nghĩa với tôi. Không, em với em là không có giới hạn này, cái à, không, với ông ấy là không có ý nghĩa với ông ấy, là bởi vì âm nhạc là cảm nhận. Tôi thích, bạn thích, chứ không có nghĩa là đúng sai, chính xác. Đấy thì theo em thì cái quan điểm đó như nào đối với em ấy? Em là đúng. Là đúng. Như bản thân em cũng có suy nghĩ kiểu vậy. Thế có bao giờ nhá, em có bị xung đột gì với có một cái đối tượng làm nhạc mà kiểu họ họ rất là nhiều về thiên về gọi là nhạc lý nhiều ấy? Không, em thì em trước giờ cũng không có kiểu là sân si hay để ý người đấy. Người ta không thích mình thì thôi. Thì thôi. Âm nhạc mà không thích thôi, nghe nữa và nghe người khác. Vì có người cảm nhận được, có người cảm nhận không được thì sao mình ép người ta đang thích được. Thế thường cái việc mà em làm việc với tất cả mọi người á, nó diễn ra nó có thuận lợi, có bao giờ kiểu có xung đột gì không? Xung đột thì không, nhưng mà sửa nhiều, vì em có những cái đoạn em làm ok rồi, nhưng mà em sau một đêm ấy, lúc em làm em có ý tưởng em ngồi em làm nhiều lắm. Vì trước khi làm nhạc với em ấy là em cũng có nói là em không làm được, kiểu bị bắt buộc ấy, bắt buộc phải làm đúng cái này là em không làm được. Vì âm nhạc bây giờ bị gò bó vậy là không làm, em không làm được, không cảm nhận được. Thế từ trước giờ tất cả những nghệ sĩ em kết hợp ấy, em thích ai nhất hoặc là đánh giá cao ai nhất khi làm việc? Chắc là cái Chipu. Chipu. Mọi người để ý vậy thôi, nhưng mà em thấy thì kiểu nhiều thứ rất là chỉnh chu ấy. Khâu chuẩn bị rồi những cái này kia kỹ càng. Anh thì chưa có cơ hội gặp Chipu, chỉ có những cái bộ cái đồ thiết bị thu âm tại nhà bạn ấy thì mua của anh thôi. Chứ anh cũng chưa có cái cơ hội mà gặp Chipu. Nghe em thì anh mới biết là bạn ấy có một cái sự chỉnh chu về trong âm nhạc. Nên thành ra là em đánh giá rất cao. Thế cái quá trình diễn ra thì em có thể kể lại cho anh cái sản phẩm chung với Chipu được không? Bài đầu tiên là bài Đóa Hoa Hồng. Ok. Mà đấy là không phải disco. Yeah. Thì lúc mà làm em thấy từ khâu mà chuẩn bị nhạc đến cố gắng để hát rồi nhảy để mọi thứ, em thấy nó đều có cái sự là tốt nhất chứ không có gọi là làm qua loa. Nói chung là một cái người mà gọi là dành nhiều cái tâm huyết cho cái việc hợp tác để mà làm ra sản phẩm, đúng không? Hay hỏi một chút về một nhân vật mà thực ra riêng nhân vật đó anh chưa gặp bao giờ. Đó là B-Ray. nhân vật này quá dễ rồi. Đây là cái câu hỏi mà một số cái admin của các group nhờ anh hỏi. Thì em hay làm việc B-Ray đúng không? Dạ đúng rồi. Cùng công ty luôn. Nói chung em làm việc trước khi vào công ty luôn, hai anh em làm việc từ đầu luôn đấy. Người em làm việc, em đi vào Sài Gòn là cũng cùng hai anh em là bắt đầu vào Sài Gòn làm việc cùng nhau, là em vào đấy. Em làm nhạc cho những kiểu rapper khác, nhưng mà đối với Bảo riêng ấy, thì nó làm nó cách nó rất tự nhiên, nó rất hợp. Hai anh em đều làm nhạc với nhau rất là hợp, nên thì không có một cái vấn đề gì cả. Lúc đợt ở chung nhà nhau lắm mà, xong rồi làm đang làm 2 giờ đêm, xong gõ cửa anh ơi, sang đây nghe đoạn này hay lắm, lôi đầu lại dậy. Xong rồi lúc đang ngủ thì ông lại qua, siêu ơi, anh có đoạn nhạc này hay lắm, thế ngồi làm, hai anh em làm nhạc nó tự nhiên lắm. Không, vì
làm đúng theo kiểu cái thể loại nhạc mình thích. Yeah. Thế thì em đánh giá Bảo là người như thế nào, cái artist như thế nào? Sống khép kín lắm. Yeah. Nhiều người bảo ông ấy khó gần thôi mà cũng không đúng. Thì ở cùng thì cũng là một người kiểu hay quan tâm về những đứa em, rồi có công việc thì cũng hay để ý, hay kiểu thấy mấy anh em buồn buồn thì cũng gọi là quan tâm chia sẻ nhiều thứ. Cũng, nhưng mà về âm nhạc hay nhiều những cái thứ nội dung mà ông biết thì em cảm thấy là hay. Hay. Nhiều cái sâu sắc. Nên nói chung là fan trước khi làm việc rồi nên thành ra nó nuột hơn đúng không? Ừ. Đấy, đang nói về B-Ray ấy, thì bởi vì là các ác minh có gửi một cái câu hỏi đó là em đánh giá nhạc rap bây giờ nó như nào? Bởi vì em cũng hay làm những cái sản phẩm mà được cộng đồng underground rất là thích. Thì em đánh giá nó như nào tại thời điểm này? Nhạc rap đang phát triển rất nhiều chứ. Ừ. Trước đấy thì kiểu mọi người không có quan tâm, không nghĩa là người lớn ấy, những người thì họ chỉ biết là về âm nhạc thì hát này nhỉ? Nhưng mà gần đây thì em thấy là mọi người đang để ý đến rap nhiều. Mà hiện tại đến bây giờ thì cảm giác nó lại đang chững hả? Em cảm giác vậy. Cả âm nhạc luôn, cái thời gian gần đây nó đang kiểu không có cái gì nó mới lạ. Em cảm giác âm nhạc nó đang bình, nó chưa có gì. Thế thì trong cái thời điểm này nhá, có những cái name nào mà em đang đánh giá cao không về cái chất lượng âm nhạc? MCK Zidaki. Và em đánh giá cao. Thế trong producer thì sao? Producer. Có những cái name nào mà em đánh giá cao ở Việt Nam? Audion này. Cái ACM. Cô ấy là một người từ khi mà em biết là không biết làm nhạc đến bây giờ là rất là tham học kiểu nhiều thứ đấy, cũng rất là hay. Có cái người nào mà gọi như kiểu mà cho em một cái nguồn cảm hứng hay là em cảm thấy thích thú để mà muốn làm việc cùng không? Producer nha. Producer có. Nhưng mà không phải ở Việt Nam. À không phải Việt Nam à. Không phải Việt Nam. Ai? Kẹo Dẻo, Maxwell. À ok. Thế thì trong Việt Nam nếu như mà những cái người mà em hợp tác là có ví dụ anh Thế này, Nhật Nguyễn này, ai là Nhật Hoa Brox. À Hoa Rock, Hoa quên là Hoa Rock luôn. Quên là Hoa Rock là một người, đó là một người em coi Hoa dạng như kiểu là một đối thủ ấy. Hai đứa cũng cùng cái thời điểm mà cùng nổi lên, hoặc là lên trước em. Thì em nổi lên sau, nhưng mà là một người bạn luôn, chạy đua cùng nhau. Chạy đua. Cũng coi là... như một người Hoa Brox là một cái hình tượng mà kiểu đối thủ nó cứ song song với em. Em cứ song song vừa chơi với nhau và cũng tức là hai em cũng rủ tại đến nói đến Hoa Brox thì hai anh em có gọi là rủ nhau fit nhau một bài. Yeah. Mà cũng 4 năm rồi, 5 năm rồi đấy thì cũng... Là bài gì? Thì hãy cứ rủ thôi, có bài gì fit thôi thôi. Okay. Về cái bảo có demo gì thì gửi qua. Yeah. Cũng 5 năm rồi. Yeah. Cũng chưa thấy đâu. Mà chưa thấy. Lần nào gặp nhau thì cũng bảo về tôi gửi bài cho bạn nhé. Ok. Thế về cũng lại chưa thấy đâu, quay lại lại năm sau lại gặp nhau. Nói chung là qua cái show này thì Sơn nghĩ là tất cả mọi người ấy hãy vào comment cho cả hai bên ấy, kiểu xúi ra làm sao đó để mà nhanh nhất có thể có cái bài fit đi, chứ còn 5 năm mà bảo giống hẹn cà phê với bạn của mình cấp ba. Sau cái show này khéo người ngồi đây dập sau chắc khéo lại Hòa đấy. Hòa thì thực ra anh chưa có gặp, anh chỉ làm MC cho bạn đấy một cái show là anh làm nhạc tổng chương trình, em mời bạn ấy làm DJ, nhưng mà anh là chưa có cơ hội nói chuyện. Thế ở Việt Nam nha, anh hỏi bởi vì đang cái đà mà hỏi về producer nha, thì có một cái name mà kiểu người ta từ trước giờ đang nói về cái nhạc underground hay thậm chí là EDM, là một cái name được đánh giá rất cao. Đó là ai? Em đoán thử anh sắp nói ai không? Anh gợi ý không? Tolliver luôn, anh nói luôn. Em đánh giá nhạc của anh Tolliver như nào? Hay. Hay. Vì anh là một người là đưa những cái mới về cho tụi em, bọn em được biết tới rồi học hỏi nhiều thì gọi như là một người thầy ấy. Người thầy thì học hỏi nên là một người em học hỏi rất nhiều. Có bao giờ em gặp Tolliver chưa? Em chưa có dịp, cũng mong là sau nếu có dịp thì được gặp, em chưa có dịp gặp. Yeah. Tức là hình như là có đi gọi đi chương trình hay đi một sự kiện thì cũng có gặp mà chưa có nói chuyện. Có kiểu tự như là em phải đứng phía xa nhìn anh. Trong thời gian này thì em có làm việc nhiều ở công ty không? Thật rồi, đợt lúc đấy mà có em bé thì là dịch mày. Ừ. Thì em ở nhà em lại làm stream.
em live stream. Em live stream á? Em live stream lên gọi là làm nhạc cùng viewer. Em live stream mà lên tới gần 20.000 người coi cơ. Ôi, kinh khủng. Nó lên và chơi game, nó ngồi vừa làm nhạc. Thì làm nhạc thì bắt đầu ngồi làm mới 4-5 tiếng đồng hồ. Thì mọi người cũng coi từ dần mọi người bảo làm không biết làm cái gì cả, làm sao cứ từng tiếng một ghép một. Đến lúc mà hoàn thiện ra một đoạn nhạc rồi bắt đầu là người thấy thích. Lúc đầu em cứ làm đây, em ngồi em làm bình thường nên bị ngại lắm, nên chẳng nói chuyện gì đâu, cứ mà mờ mà làm đến sau quen rồi. Lên viewer nói anh làm nhanh thôi, ngồi chửi nhau viewer luôn. Kiểu kiểu vui ấy. Lúc mới đầu lên ngồi ăn cơm, không ăn cơm rồi sau cầm kiểu ngồi cầm bát cơm ngồi tôm. Quen rồi thì nó thiếu thoải mái. Thực ra với nhiều người khi mà nghe nhạc ấy, mình nghe được cái sản phẩm cuối cùng thôi, thì mình lại không biết là cái quá trình các bạn bây giờ đang chưa không biết, đúng là không biết cái quá trình làm như nào. Với mọi người xem mọi người mới ồ ra ừ làm nhìn khó lắm, kiểu vì lúc mà ngồi em thử sao tiếng rồi này, ngồi bấm thử trăm cái tiếng một ra em mới lựa được một tiếng thì sốt ruột rồi. Mọi người cũng bảo khó biết. Thì cũng đấy, ngồi làm mình cái gì mình biết thì mình làm ra, thì cũng chia sẻ mọi người luôn. Thế thì hôm nay có một cái challenge ấy cũng vui lắm. Nói chung tới với Hitmaker thì đặc sản là phải thử thách bản thân chút xíu. Okay. Thì em thì em dành 4-5 tiếng em ngồi em lựa tiếng các kiểu đúng không? Vâng. Thì nó tốn khá là tốn thời gian, tức là em nghe. Thế nếu một ngày em làm nhạc mà em không nghe thì sao? Thử bao giờ chưa? Em chưa. Ok. Thế thì nếu mà được ấy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang căn hộ của Masiu để em đầy đủ đồ luôn, chắc được. Em đủ tất cả mọi thứ, cái phòng không gian của em. Nhưng mà trong vòng 10 phút em sẽ phải làm ra một bài nhạc, một đoạn nhạc okay. Mà em không được nghe. Ok. Xem nó ra như nào. Ok chưa? Ok. Sau đây sẽ là challenge làm beat trong vòng 10 phút nhưng mà không được nghe. Ok bạn. Ok. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm beat không nghe bạn. 4:17. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Rồi, dừng tay lại. Thế các bạn, thì chúng ta vừa kết thúc 10 phút và tôi đã phải ngắt lại tất cả mọi hoạt động để xem cái kết quả như thế nào. Thì đối với Sơn thì việc không nghe thì cũng không khác nào đi đánh nhau và kiểu bị trói tay trói chân đấy. Nhưng mà biết đâu chúng ta sẽ thưởng thức được một sản phẩm mới mà không cần nghe của Masiu. Chuẩn bị tinh thần nha, uống thuốc trợ tim nha. Chuẩn bị. Ơ kìa. Vẫn cháy, okay. Có cái kho rất ok nha. Vẫn cháy các bạn ạ. Quả cầu bom gần cuối. Bây của em đâu ra? Em chưa chọn bây luôn đấy. Em chưa chọn tiếng cho bây thì chưa. Ok. Ok, dù sao challenge theo đánh giá là challenge như thế nào? Đã cũng, vượt qua được bao nhiêu? Cũng được khoảng tầm 50-60% mong đợi các bạn. Vì tôi công nhận là này của tôi cũng hay các bạn, đoạn mà nên các bạn nghe đoạn này nghe vào phết. Đấy, đoạn này nghe hai lần hay rồi.
Thưa các bạn, nếu như mà các bạn nghe cái phần challenge này các bạn thấy như thế nào thì vui lòng hãy comment cho chúng tôi biết nhá. Và comment thật nhiều vào. Và biết đâu là sau cái bài hôm nay Matthew lại có được một cái demo mới. Dù đoạn melody nghe hơi bắt cười thì bây giờ thử sửa lại cho cái đúng. Sửa lại. Thì nhân cái cơ hội lần này được gặp Masiu thì cũng không dễ. Nó thật là không dễ. Thì anh cũng thay mặt rất là nhiều producer trẻ muốn học hỏi một chút xíu về bí quyết làm hit. Nãy thì em có chia sẻ nó là cái dễ nghe. Làm cái dễ nghe. Nhưng mà anh thấy dễ nghe thì đúng là mới một phần thôi. Nó có cái gì mà em muốn gửi gắm cho những cái bạn trẻ sau này á, muốn làm hit thì phải có cái gì không? Thật ra em cũng không biết là em có cái bí quyết gì không ấy. Cứ làm thôi, đâu cũng đừng đặt nặng những cái suy nghĩ là sao để nó gọi là hit hay không. Em thì bản thân em hay làm những đoạn rock. Thì đối với em thì làm sao nó dễ nghe, làm cho người ta khi mà người ta nghe người ta có cảm giác là gật gù theo đấy. Có một cái hay. Thì trong cái quá trình làm nhạc của em ấy thì cái quy trình mixing nó có phức tạp hay căng thẳng không? Cái đấy không, cái đấy thì để hôm nào mà qua bên em rồi anh xem những cái break của em nó đơn giản lắm. Nhưng sau tiếng chỉ có thường là EQ2 với cả phần reverb. Em còn không sử dụng com. Không com? Vì em là một thằng kiểu chọn, em từ cái khâu đầu tiên là chọn nhạc em đã chọn sau tiếng này, nó chọn được cái nó ok nhất rồi. Tức là em quan trọng cái khâu chọn. Chọn tiếng đầu tiên là cái đầu tiên đáng quan trọng nhất. Là không chọn tiếng nó sạch và nó dễ nghe, nó không bị đanh hay không bị gì. Nếu mà bị sao thì mình sẽ EQ lại thôi. Cái này thì cũng khá là giống rất là nhiều cái tư duy về làm nhạc ấy. Nó giống kiểu nấu ăn ấy. Đó là khi bạn chọn cái nguyên vật liệu nó ngon đầu tiên ấy, bạn luộc, bạn hấp, bạn thì cái gì nó còn chọn những cái mà khó quá thì cảm giác mình không xử lý được. Cái đấy thì khi mình làm ra nó sẽ bị khó nghe. Cũng hay. Hôm nay sau về anh cũng sẽ xem lại. Chứ còn thường mọi người chọn nhanh thì sau đó mix cũng khá là mệt. Với cả cái âm nhạc của em thì nó không bị quá nhiều tiếng để nó hợp, nó ghép lại. Nên là cảm giác là nó không bị đè vào nhau và nó không bị dối. Thì mọi người hay nghĩ là em kiểu làm phải mixing ghê lắm, phải chọn sao tiếng rồi làm những này những kia nhằm bị kiểu... Đúng. Nó không... Thế anh cũng nghĩ vậy. Ok, hay quá. Tức là với những bạn gọi là quan tâm từ trước đến giờ, gọi là hitmaker làm gì, bây giờ Masiu sẵn sàng chia sẻ cái project cho mọi người thấy bên trong nó như thế nào. Yo, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta đang ở project trong máy của producer Masiu. Đây các bạn. Thì đây, nhìn các bạn nhìn không? Nó cũng rất là đơn giản, không có gì nhiều cả. Đây là project của bài Độ Tộc. Độ Tộc, Độ Tộc 2. Độ Tộc 2. Có bao nhiêu track? Track thì... em hay làm nhiều lắm nè, em còn hay làm kiểu lung tung ấy, còn trên này thì đếm ra thì cũng tầm khoảng mười mấy trách thôi. Thì như em nói thì thường thường là em hay là người chọn cái sao tiếng từ ban đầu. Thì đây trong đây em thử một cái, đây là em dùng là bay thì đây. Một API anh còn nghe đây. Thêm một cái nữa là không tắt đó, cái gà gì vấp. Trong này có anh em có những cái sục mà em không có mixing luôn cơ. Đây mà em kiểm xem là đây là cái lấp đây. Hai thứ này mà em dùng chính là hai cái này. Khi nghe mà nó vào với nhau thì nghe sạch phết. Từ cái ban đầu em chọn là nó như vậy. Còn đây là những cái đâu nhỉ, có những cái mà em không mới sinh. Như kích về cửa ráp các thứ ở đây là em không có đụng chạm gì đến. Thế á? Quay. Đây là cái em dùng lốp. Clap. Mixing thì cũng chỉ mixing dùng EQ thôi. Không có nhiều.
xem master thế nào. Master của em à? Master của em em thường này L3 EQ à. Em giảm cho một chút hai xuống thôi. Quay như vậy. Đây khi anh nghe. Câu này sẽ là có một cái giọng from PC Club. Yeah. Đấy, cái thứ em dùng cái đoạn melody thì là dùng bằng cái tiếng sample. À. Rồi biết em ạ. Em nhập trên là kiểu néo néo rồi. Cái này cũng chỉ EQ2. EQ reverb. Reverb, hai reverb. Ừ. Chắc là em về thông số kỹ thuật cho các cái EQ hay gì mà em không biết nhiều đâu. Là những cái này là do em cảm nhận bằng tai, em nghe cảm giác nó được thì là được. À. Nhưng không có nhiều. Cái project nặng nhất là em làm thì là bài gì? Bài em đang làm luôn là bài Hối Duyên. Hối Duyên. Nhưng mà không, bây giờ người có thể xem. À, xem qua. Đây là bài theo như Ma Siêu tiết lộ là khá nhẹ nhẹ. Bài khá nhẹ các bạn. Điều này sẽ mở các bạn xem. À, bây giờ em mở sang là khả năng nếu bạn sợ nặng quá mình phải reset cái mấy lần đây. Ok. Thì cứ mở thôi, cứ mở thôi. Đây các bạn. Bắt đầu. Bài gì đây? À, đấy các bạn, đây là bài Hối Duyên. À, Hối Duyên. Là một project mà mình đang làm cũng mà cũng thể coi là một project mà mình cảm giác là nặng nhất từ trước đến giờ. Cũng là một bài nhạc mà mình đang thích làm nhất. À. Sau Tùy Âm. Các bạn nhìn đây là những thứ mình đang có trong mô tích này. Nó cũng nhẹ. Bây giờ đây tới 17.000 rồi. Đấy. Ở đây các bạn có thể nghe qua một chút ở đây. Bài nhạc này có bài nhạc mình không biết là khi mà cái video lên sóng thì là bài nhạc này đã ra mắt hay chưa, hay là sau khi mai ra luôn. Cái này anh cảm giác là các bạn dancer sẽ rất thích này. Rồi khi em bót demo lên thì các bạn hay bảo hóng để ra để múa rồi. Yeah. Đây có một chút âm điệu của Tây Bắc này. Đúng rồi, có sáo mèo. Sáo mèo đúng rồi, sáo hờ mông. Yeah. Lúc này em có sử dụng sáo mèo và sáo sáo thường này. Ừ. Đó là chính. Đây là còn một cái tiếng này là tiếng trong bộ VST của em. Nó phải 6 cái này cut à? Em cut. Cái cut này để lấy pet ảo ảo đó. Thì vượt các kiểu. Check này dùng cũng bắt đầu thấy hiệu ứng cũng nhiều hơn cả bài kia. Thì bài này là bài em làm là nó không, đấy là những cái đấy, còn bình thường là nó thì à. Nó cũng như này thôi. Đấy. Đây, hôm nay có bài. Đầu thì chỗ nó đi đánh. Sáng này. Gì biết không ạ? Không, các bạn là đang âm thanh sắp ra là rất hay rồi. Rồi. Nghe tiếng sáo không phải như này. À, sáo đây là của anh Hoàng Anh. Anh Hoàng Anh thổi thế này. Thổi 4-5 lần nữa. Còn khúc đó, đây là nguyên tổng thể của bài. Lên bài đã xong chưa? Hình như nó lại xong rồi anh. À ok. Đấy, là dự kiến khi nào ra mắt? Là giữa tuần này hoặc là cuối tuần này.
cuối tuần này. Đúng rồi. Thế để tôi săn tôi ra clip. Nếu mà anh ra sau thì để em mở đoạn drop 2 này luôn. Ok, ra sau, ra sau. Ở đây thì để đoạn drop 2 là đoạn em đang phải phân vân tí. Trước khi anh gặp em hôm nay á, thì anh này sẽ nghĩ là Masiu là một cái thương hiệu mà theo kiểu phải rất là nhiều thứ nó cấu tạo nên cái chuyện đấy. Làm những cái này kia em phải có một ekip là chuẩn bị rồi đưa ý tưởng em làm hay làm không, em không tự thân em luôn là tự làm hết, muốn tự làm. Thì qua cái số Hitmaker lần này thì rất là mong muốn tất cả các bạn, nói chung là chúng ta có thể hiểu được một phần nào của Masiu, những cái thông điệp Masiu chia sẻ, những cái bí quyết, nói bí quyết nhưng mà bí quyết thực ra hỏi Masiu thì nó là sự đơn giản, nó tạo nên cái hiệu quả. Và nói chung thì Masiu cũng là một người mà đúng là gây cho anh cái sự bất ngờ, bởi vì những cái em đang làm và em nói về nó ấy, lại làm cho anh khá là thay đổi cái suy nghĩ của mình. Bởi vì lúc đầu trước khi gặp em thì anh cũng sẽ nghĩ nó là một kiểu khác. Đấy. Nhiều người cũng nghĩ đúng không? Nhiều người cũng sẽ nghĩ như thế. Đấy. Nhưng mà hôm nay gặp được Masiu thì cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị với Sơn cũng như tất cả các khán giả của Hitmaker. Thì ngày hôm nay cũng có một cái phần quà dành tặng cho Masiu. Thì đến từ hai nhà tài trợ. Một nhà tài trợ là đây, AMD, gọi là tài trợ cho tất cả mọi thứ để mà Sơn có thể làm nên cái Hitmaker này. Đấy, có một phần quà. Và phần quà thứ hai là một cái tai nghe kiểm âm đến từ Audio Technica. Chắc là em biết cái hãng này. Thì nó có một cái tai nghe là M30X, là một cái tai nghe rất là phổ biến để thu âm cho producer. Thì hôm nay là dành tặng cho Masiu đã đến với chương trình. Đây là quà tặng từ AMD. Cái này là để em nghe vui thôi. Là tai nghe thưởng thức. Đấy, còn đây. Còn đây là Audio Technica M30X, tai nghe cũng huyền thoại. Phân phối bởi SynStyle dành tặng cho Masiu. Cũng gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng đã có món quà gửi tặng cho các bạn tham gia chương trình này. Và các bạn ơi, nếu các bạn có những cái thắc mắc hay là các bạn có những cái góp ý, hay là các bạn cảm nhận là khách mời ngày chúng ta ngày hôm nay chia sẻ rất là nhiều điều thú vị, thì vui lòng hãy comment tương tác với Hitmaker để cho chúng tôi có cái động lực để sản xuất ra những cái video tiếp theo nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những cái video tiếp theo. Xin chào. Bye bye. Doodle, hit maker.